thông tin một nữ sinh năm thứ nhất đang ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đăng trên fanpage ký túc xá Đại học Quốc gia Confession là tin giả, và hiện nay trang này đã gỡ bỏ thông tin trên. Theo đó, trưa 31 tháng 3, lãnh đạo phòng tổng hợp phụ trách truyền thông Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin nữ sinh năm nhất đang ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đăng trên fanpage ký túc xá Đại học Quốc gia Confession là tin giả. Hiện trang này đã gỡ bỏ thông tin. Phía công an thành phố Dĩ An, công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, qua quá trình rà soát xác minh, công an thành phố Dĩ An, công an phường Đông Hòa đều không tiếp nhận tin báo nào về sự việc trên. Làm việc với ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy không bộ phận nào tiếp nhận thông tin này. Công an cũng xác minh các hộ dân trong khu vực không ai biết về sự việc. Hiện fanpage ký túc xá Đại học Quốc gia Confession cũng đã tiến hành gỡ bỏ thông tin trên. Ở trước đó vào ngày 25 tháng 3, mạng xã hội xôn xao khi fanpage ký túc xá Đại học Quốc gia Confession đăng tải thông tin nữ sinh năm nhất đang ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể trên fanpage thì nữ sinh viên năm nhất đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B, trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để sang nhà thờ thực lễ. Đang đi thì nữ sinh dừng lại để xem điện thoại nên người bạn đi cùng đã đi trước. Lúc này thì nữ sinh đã bị hai thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại thì hai đối tượng bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ đi, khiến nữ sinh lo sợ nên đã lên trang ký túc xá Đại học Quốc gia Confession chia sẻ và cầu cứu mọi người. Ngay khi được đăng tải thì bài viết đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ. Trong đó thì đa số khuyên nữ sinh nên uống thuốc tránh thai, đi xét nghiệm và trình báo công an. Một số bình luận khác thì lo lắng về sự an toàn cho nữ sinh bị tấn công cũng như các bạn nữ khác ở khu vực trên. Sáng 31 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh nhóm đàn ông đang ngồi tụm lại để đánh bài ăn tiền. Người này sau đó được cho là bí thư đảng ủy một xã ở Nghệ An đang đánh bài ăn tiền với nhiều người khác. Trong số những người xuất hiện trong clip có người mặc áo xanh được cho là ông PVT, bí thư đảng ủy xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trên tay người này cầm một số tờ tiền để đánh bài. Nhóm người trong clip cùng ông PVT liên tục hô mạnh giá tiền để xuống tiền đặt cọc. Trưa cùng ngày, lãnh đạo huyện ủy huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm, xác định cán bộ đánh bài ăn tiền sẽ bị xử lý nghiêm. Cũng theo vị này, chiều 31 tháng 3, đoàn sẽ tới làm việc với bí thư đảng ủy xã Nhân Thành, PVT.